T1 đánh nhau rồi. Xin thời điểm này băng vào tốc biến vào từ trước từ Momo khá đột biến. Làm tường nhưng Momo mất đi quá nhiều máu. Momo còn không bị có băng sơn trên người mình. Tốc biến băng vào. Trọng trọng lực từ đó là không ai. Lấy đi bạc của Tơ Linh rồi. Pika ở đâu? Pika tri ân cho đội tuyển cũ của mình. Pika tri ân cho đội tuyển cũ của mình bằng một tình huống chết ngay trong vòng vây của mẹ team.